Anh nghe nè cưng. Mơ gọi cho anh cái vụ gì vậy? Sao báo anh tin mừng hả? Hay là mơ tính cho anh leo cây? Anh nói gì kỳ vậy? Thì ghét, không thèm đi ăn tối với anh luôn. Đừng có hòng. Ủa, nói vậy là em được đi ăn tối với anh rồi hả? Mẹ cho phép em đi ăn tối với anh, nhưng với điều kiện. Cho phép rồi hả? Điều kiện gì? Em nói đi, khó cỡ nào anh cũng làm, miễn sao là anh và em ở bên cạnh nhau là anh vui lắm rồi. Sớm quá à. Lỡ điều kiện nó khó khăn anh không thực hiện được thì sao? Khó khăn cỡ nào anh cũng làm được hết á. Sông sâu anh cũng lội, núi cao anh cũng trèo. Làm cái gì anh cũng làm vì em, anh vì em hết. Bây giờ em muốn anh phải nhảy vô dầu sôi lửa bỏng, anh cũng chịu nữa. Chị ghê vậy. Lúc đó anh thương tích đầy mình, ai mà nhào vô phải hốt hổ chót. Là bị phỏng thì lại càng xấu xí hơn nữa. Nên bỏ là chắc rồi. Vậy sao? Vậy anh nôn nóng quá. Điều kiện gì? Em nói đi. Anh phải đến nhà nói chuyện với mẹ của em. Mẹ em muốn cảm ơn anh á. Cái gì? Mẹ của em muốn cảm ơn anh hả? À được rồi, anh sửa soạn. Anh sửa soạn cho anh qua liền tay. Ừ. Vậy thôi nha, anh cúp máy nha. Hôn em. Hay quá. Vậy là bước đầu tiên vô nhà thành công rồi. Yeah. Làm cái gì mà sao không chịu bắt máy không biết. Anh đi làm gì? Xong thay quần áo ra phụ tôi nấu cơm. Con nó khóc suốt từ sáng đến giờ tôi không làm được cái gì hết trơn á. Cái chuyện cơm nước là cái chuyện của cô. Tôi đi làm giải quyết biết bao nhiêu công việc, về bây giờ giữ con cho cô hả? Nhắm nấu cơm được thì ăn, cũng được thôi nhịn đói đi. Nhịn thì nhịn chứ sợ cái gì. Anh tưởng đâu đi làm anh mang mấy đồng bạc lẻ về là anh ngon lắm hả? Xin lỗi anh nha, nếu như không có ba mẹ tôi lận lưng á thì bây giờ anh chết ngoài đường kìa. Bây giờ sao? Cô muốn lên mặt với tôi hả? Cô muốn làm chủ căn nhà này đúng không? Hả? Được, tôi sẽ chịu thôi ý của cô. Tôi sẽ bước ra khỏi căn nhà này. Cô muốn làm gì thì làm. Hả? Anh đứng lại đó. Mình nói chuyện rõ với nhau đi. Có phải tôi đánh con Đào, anh Kim cho nên về đây kiếm chuyện với tôi đúng không? Chuyện của tôi còn chưa nói với cô. Cô ta làm gì cô mà cô đánh người ta vậy? Cô biết là cô làm như vậy, bây giờ Đào mắc cỡ với bà con hàng xóm không? Giật chồng người ta thì đánh chứ sao. Anh Minh giật nó hả? Nè, tại sao cô không biết xấu hổ gì hết vậy? Xấu hổ cái gì? Cô là người đến sau. Tôi nói cho cô biết, tại vì má của Đào ngăn cấm cho nên tôi với Đào không đến được với nhau. Chính vì vậy cô mới làm vợ tôi, cô hiểu chưa? Anh nói gì? Tôi là người đến sau hả? Vậy sao lúc đó anh không giữ Đào đi? Bây giờ anh cưới tôi rồi, tôi với anh có con rồi, anh nói như vậy đấy à? Tôi nói thật, trong mắt tôi bây giờ anh là một thằng đàn ông tồi, anh có biết không? Anh rất tồi, anh biết không? Anh muốn đi chứ gì? Muốn đến với nó chứ gì? Đi. Đi. Đi đi. Đi. Đi ra khỏi nhà tôi đi. Đi đi. Quân ơi, mày đã làm tan nát một gia đình. Đó là gia đình của mày mà. Người vợ mà mày đã cưới, đã hứa sẽ chăm sóc cho cô ấy, đó còn là con trai của mày. Chẳng lẽ tất cả sẽ tan nát sao Quân? Quân ơi, tất cả sẽ tan nát sao Quân?
Cô muốn thì tôi sẽ chiều theo ý của cô. Tôi sẽ đến với Đào đây. Cô muốn làm gì thì cứ làm. Anh ơi, sao giờ này anh chưa về ăn cơm nữa? Mọi người đang chờ anh đó. Xin lỗi, em nói với ba là anh không về ăn cơm được. Phòng chuyên mục đang có sự cố, tất cả nhân viên nghỉ phép. Tối nay mà chuyên mục đêm khuya lại lên sóng nữa. Anh đang lo gì chưa có người thế. Anh phải ở lại giải quyết. Em biết rồi. Thôi vậy anh cứ lo công việc cho tốt đi nha. Ờ, anh nè, vậy một lát nữa em làm cơm rồi đem vô trong đài cho anh nha. Cảm ơn em, anh đã ăn rồi. Em cứ ở nhà lo cho ba và con Lily là được rồi. Anh xong việc anh về. Anh sẽ về trễ một chút nha. Ngủ trước đi cưng. Anh mà làm khuya như vậy á, mất sức lắm á. Ờ, để em làm suất yến cho anh ăn tẩm bổ nha. Ờ, anh có dặn là đặt cửa hàng mang yến đến rồi đó. Em cứ yên tâm. Thôi, anh cúp máy nha. Anh đang dần xa khỏi tay của mình rồi. Mình không thể nắm giữ được nữa. Đàn ông thấy cái gì trước mắt hấp dẫn, thơm ngon là đâm đầu vào, không thấy cái hại về sau. Mình lo quá. Con. Dạ. Ba. Vậy là Minh nó không về ăn cơm hả? Ờ, anh nói là anh phải tăng ca, cho nên là cả nhà mình cứ ăn cơm đi, đừng có chờ ảnh. Vậy con coi múc cái gì đem vô cho nó ăn. Đừng có để cho nó ăn cơm hàng cháo chợ hoài, không có tốt đâu. Nó không có đảm bảo được vệ sinh. Con cũng muốn vậy lắm ba. Nhưng mà anh nói á, khỏi lo cho ảnh, ảnh tự lo được rồi. Làm sếp gì mà cực quá vậy? Công ty gì mà muốn người ta phải bán mạng vậy? Nhà cũng không về được. Vậy rồi nó ở đâu? Không lẽ nó ngủ vẫn dơ ở ngoài đường à? Không được. Để ba vào công ty nói với người ta bớt cái vụ lại, để cho nó bớt việc. Đâu có được ba. Chức vụ thì mình ngày phải càng tăng. Bây giờ đang làm sếp thì ba kêu bớt đi, không lẽ làm lính sao ba? Chứ bây giờ nó cài có khác đâu lính đâu. Ông ơi, tại ông không biết á, tại không khí ở trong công ty nó vui hơn không khí ở nhà. Với lại ba nuôi con ở trọng á, có nhiều cô gái chân dài đi theo lắm, cho nên ba nuôi con thích. Mơ, lo ăn đi con, rồi còn dọn dẹp nữa. Một lát đi đâu nhớ không? Không được rồi. Cơ quan mà có gái đẹp là không được rồi. Thằng Minh mà nó dính vào, tan nhà nát cửa như chơi vậy. Con. Dạ. Con phải quản lý chồng con cho chặt, nghe chưa? Đàn ông thằng nào nó cũng thích của lạ. Dạ. Ông, con không hiểu á, tại sao ba con lại có thể thích được những người đó hả ông? Họ đâu ra gì đâu. Con coi trên mạng á, họ bị đánh ghen á, thê thảm lắm ông ơi. Không ai binh họ hết đâu. Mà hả, họ chỉ toàn là chuyên gia đi phá đám hạnh phúc gia đình nhà người khác không à. Không biết con Đào nó có nghe lời mình cắt đứt với thằng Quân không hả? Hay là còn dây dưa rồi làm khổ vợ con người ta? Con vợ thằng Quân kỳ này mà đánh ghen thì hậu quả thật khôn lường. Sao bà ăn ít vậy? Hút miếng nước canh này cho nó mát. Tôi no rồi. Giờ ông biết không, già rồi, ăn nhiều á mệt lắm. Nè ông, con Đào giờ này chắc là về nhà bển rồi đó. Tôi qua tôi thăm nó một chút nha, rồi một chút nó lấy xe nó đưa tôi về. Ừ, bà nhớ con gái thôi, đi thăm nó đi. Nói nó cho tôi gửi lời thăm nó nghe chưa? Thôi được. Kiểu rồi. Kiểu nó giữ gìn sức khỏe. Rồi, tôi đi nha ông. Ừ. Dạ, bà đi. Tội nghiệp quá. Trời ơi, sao nhân vật trong phim cũng giống mình dữ vậy không biết nữa. Tôi muốn tim mình được đập một cách bình thường nhất, thoải mái nhất. Còn tâm trí của tôi, tôi thật sự muốn nó được thư giãn, được nghỉ ngơi, được yên tĩnh. Chắc chưa? Nhưng mà như vậy có phải là mình bị bệnh lười yêu quá không ta? Mà bệnh này á thì khó mà chữa trị lắm rồi nha. Khủng quá đi. Ai trời, người ta đang thư giãn
sáng mà cũng gọi làm phiền người ta nữa, thiệt tình á. Đâu mất tiêu rồi ta? Đào, Đào, Đào. Trời ơi, cái gì vậy? Anh à, Đào ơi. Anh làm tôi hết hồn à. Lại là anh nữa hả? Anh nè. Sao lần nào anh đến kiếm tôi cũng mang cái bộ mặt đưa đám vậy, đến đám thua rồi vậy? Ờ. Tôi lại anh. Anh làm ơn đi, anh buông thay cho tôi, anh đi về đi được không? Đào ơi, anh xin em mà, hãy thương anh, nghĩ đến tình cảm của anh dành cho em đi. Anh không thể nào sống thiếu em được hết á. Lại cái gì nữa đây? Anh định đem nước mắt ra mà níu kéo tình cảm của tôi nữa hả? Nghe anh nói, anh lấy cô ta đó là sai lầm của anh. Và anh không muốn từ sai lầm này dẫn đến sai lầm khác. Vậy thì anh hãy đi mà sửa cái sai lầm đó của anh đi. Làm ơn đừng có làm khổ tôi nữa có được không? Đào, Đào, anh sẽ sửa sai lầm, nhưng mà là sửa sai lầm đối với em kìa. Đào ơi, mình phải ra mình đuổi mà không được. Con Đào nó thấy mình nó còn khổ thêm nữa. Anh không muốn cả hai chúng ta phải sống trong đau khổ nữa. Anh muốn làm tròn lời hứa đối với em mà. Em hãy bỏ qua tất cả mọi chuyện, chúng ta sẽ làm lại từ đầu nha em. Đào ơi. Thôi được rồi, bây giờ anh sẽ về. Anh đợi đến khi nào em bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau nha em. Sao đâu con, má hiểu mà. Bây giờ có má đi rồi, con khóc đi, con khóc đi rồi mọi chuyện sẽ qua thôi con. Lily, em coi giùm chị coi chị mặc cái đầm này được chưa, có cần thêm gì không? Có cần thêm gì á sao em biết được? Sao chị đi hỏi em? Sao không đi hỏi mẹ yêu của chị đi? Em còn giận chị hả? Lê Lê, thôi đừng giận chị nữa mà. Em cứ giận chị vậy hoài, chị buồn quá à. Tự nhiên hai chị em trong nhà không nói chuyện với nhau. Đừng hất hủi chị vậy. Lê Lê, bây giờ chị phải làm gì cho em đừng giận chị? Em muốn á, chị phải trang điểm thật là đẹp để tương xứng với cái đầm này nè. Ê, nói vậy là hết giận nha mày. Chị bị gì vậy? Từ hồi đó giờ làm gì có chuyện em giận chị. Trời ơi, nhỏ này làm hết hồn à. Toàn là ghét chị thôi à. Ghét em á thì có. Nói nghe nè, cảm ơn em nhiều nha. Em cũng thương chị mà. Nhìn bọn trẻ thật là vô tư và hồn nhiên quá. Tuổi trẻ cứ thích làm những gì mà mình thích. Bọn chúng thì thích được tự do. Mình thì đã già quá rồi, không thể nào mà hòa hợp với bọn chúng được.
Chào cô Thi. Bây giờ anh chuẩn bị ra khơi đó hả? Tính đêm nay nghỉ, không có vật vỏ với con Thư, ở nhà buồn quá, ra khơi đi kiếm chút đồ ăn cho nó. Dạ cảm ơn anh. Hồi chiều tôi không phải, anh đừng có giận nha. Không đâu, cô không để bụng là tôi vui rồi. Tôi có gì không phải, cô bỏ qua nha. Chẳng qua là tôi thấy cô đơn chiếc một mình, cho nên tôi lo. Vậy thôi, chứ không có gì hết. Tôi hiểu. Thôi, cô ở chơi nha, tôi đi. Dạ. Tôi biết là anh đã chờ đợi tôi suốt bao nhiêu lâu nay. Cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh tôi và con Thư. Nhưng tôi không thể nào đáp lại tình cảm của anh được. Uống nước đi con. Dạ, cảm ơn cô. Ừ. À, thôi được rồi. Dạ, mời cô. Ừ, cảm ơn con. Con tên là gì? À, cô quên mất. Con tên Bình đúng không? Dạ, An Bình. An Bình. Dạ. Cái tên nghe an lành quá. Giống bệnh viện. Dạ. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con 30. 30 hả? Nhà con ở đâu? Dạ, nhà con ở quận 3. Quận 3. Ba mẹ con còn không? Dạ, hai người ly dị. Ba con sống mình, mẹ con sống mình, con sống mình. Ba mình sống khác nhau. Ồ, tội quá. Dạ. Con làm nghề gì? Dạ, con làm nghề xây. Nghề xây? Ủa, xây là xây cái gì? Xây dựng. Dạ, con làm xây dựng, công ty xây dựng. À, công ty xây dựng, cô hiểu rồi. Con uống nước đi. Dạ, cảm ơn cô. Con làm xây dựng được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, con làm năm 15 tuổi cô. Trời đất ơi, năm 15 tuổi đi làm rồi à? Dạ, hồi đó là con gian nắng làm hồ, người ta kêu con gian hồ. Mẹ, sao? Mẹ làm gì mà mẹ hỏi anh Bình giống như là hỏi cung vậy á? Đi đi đi, lẹ đi. Ngồi ở đây hả, hỏi tới mai khai cũng chưa hết nữa đi. Cái thời buổi gì mà con gái nắm tay con trai ngời ngời vậy ha? Dạ tại vì con sợ trễ. Đi đi sớm thì về sớm, đi trễ thì về hơi khuya. Về khuya là mấy giờ? Dạ 9 giờ. 9 giờ? 9 giờ sáng hả? Không, 9 giờ tối. 9 giờ tối là được. Hai đứa đi đi, đi sớm về sớm nha. Dạ, cảm ơn mẹ. Ừ. Đưa đi, con đi. Đi, lẹ lên, lẹ lên. À, con chưa uống hết nước. Uống đi con. Uống phụ anh. Đưa con đi. Mẹ ăn đi. Cô tuổi giận em. Không, tuổi cờ. Sao mỗi lời nói của thằng Bình mình nghe không thật lòng chút nào hết. Chắc là mình lại lo xa rồi. Nhìn tướng mạo như vậy là được rồi. Cô, sao cô đứng ở đây một mình buồn vậy? Có gì đâu mà buồn con. Cô đứng một mình quen rồi. Ủa, mà tụi nó đâu hết rồi mà con lại đây? Dạ, tụi nó đang lượm ốc ở đằng kia, cãi nhau om sòm mà. Con thấy cô đứng đây một mình cho nên lại đây với cô. Cô cũng đã quen đứng đây một mình rồi. Ngày nào cũng chờ tàu ra khơi, rồi đón tàu cập bến. Khi tàu cập bến rồi thì lại đôn đốc mọi người phân loại cá, rồi gửi nó cho lái. Đó là công việc, mà cũng chính là niềm vui của cô khi mà mình đang chờ đợi một cái gì đó. Con nghĩ chờ đợi và mãi chờ đợi là một phần tất yếu của cuộc sống mà cô. Bé Thư nó cũng trưởng thành rồi, nó có thể tự lập được. Cô cũng dành thời gian vui vẻ cho bản thân mình đi. Hay là cô đi đâu đó du lịch đi cô. Nhiều khi cô cũng muốn đi du lịch lắm chứ. Bởi vì đó cũng chính là một trong những ước mơ lúc cô còn trẻ.
là được cùng chú đi đến một chân trời nào đó. Nhưng mà bây giờ thì cô không thể nào thực hiện được giấc mơ đó. Với lại cô cũng không muốn rời khỏi chỗ này. Chú đã lâu rồi không có tin tức, cô đừng mãi đau lòng như vậy. Cô cũng hiểu chứ, nhưng mà đôi lúc cô cứ có cảm giác có ai đó vẫn dõi trông theo cô. Và lời ước hẹn năm xưa, tận trong lòng cô vẫn hy vọng là nó sẽ trở thành hiện thực. Chính vì vậy mà đêm nào cô cũng đứng đây để đợi chuyện cổ tích sẽ xảy ra. Nhưng mà tất cả cũng chỉ là ước mơ. Dạ con hiểu. Tại vì chính bản thân con cũng đang sống trong chờ đợi. Mặc dù con biết chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng mà con không cho phép mình ích kỷ được. Nếu như con ích kỷ, con cứ cố nắm giữ lấy tình cảm không thuộc về bản thân mình, thì con sẽ làm cho người khác đau khổ. Cho nên con cứ mãi chờ đợi như vậy, mặc dù con biết đó là thứ tình cảm vô vọng nhất. Cô thấy cậu Nhân vẫn chờ đợi con, sao con không đáp lại mà cứ để cho hai người phải chờ đợi ở hai hướng? Dạ con biết chứ cô, nhưng mà tại vì con chưa quên được người cũ, cho nên là con không cho bản thân mình yêu bất kỳ một ai khác. Theo con thì tình cảm đã là duyên số trời định rồi. À, hồi nãy con thấy cô đứng nói chuyện với chú đánh cá. À, không có gì đâu con, chỉ là hàng xóm thôi. À, chú ấy là sư phụ dạy võ cho con Thư đó. Vậy hả cô? Hèn chi bé Thư nó giỏi võ quá trời. Công nhận nha, ở đây á nó đẹp quá à. Ủa anh, bộ anh dắt em vô đây ăn thiệt á hả? Em sao vậy? Anh thấy cũng bình thường thôi mà. Nhìn con nhỏ này mặt nó ngu làm sao á, chứng tỏ chưa bao giờ đặt chân tới những nơi này. Thiệt là ông uổng công mình đã lên kế hoạch và đầu tư vô nó. Xin chào anh chị. Dạ cảm ơn anh chị đã đến với nhà hàng của chúng em. Thì xin hỏi anh chị đã đặt bàn trước chưa ạ? Anh đã đặt trước từ lâu rồi em, ở khu hẹn hò á. Dạ vậy chúc mừng anh chị đang trong thời gian tìm hiểu. Thì sẽ rất là thú vị khi mà hẹn hò trong một khung cảnh lãng mạn như đây. Thì em xin mời anh chị vào theo em lối này ạ. Lối nào em? Dạ lối này ạ. Lối đó hả cưng? Dạ. Cha mẹ ơi, có phải con mơ cho nên con đang nằm mơ không? Được mặc chiếc áo đẹp cùng sánh bước với người con trai này hẹn hò một nơi như vậy. Trời ơi, đúng là mình đang mơ mà. Trời ơi, tôi đang sống trong mơ. Ơ kìa mơ, em sao vậy? Đi theo anh chứ, đứng đây lạc người ta bắt cóc bây giờ. Dạ. Dạ. Dạ mời anh chị ạ. À, khoan hả mơ. À, Bình mời mơ. Anh Bình. Ổn chưa mơ? À, thấy không ổn lắm anh Bình. Chưa xác hả? Hôm nay nhìn mơ đẹp lung linh huyền ảo như đêm trăng rằm tháng 7 vậy đó. Cảm ơn anh Bình. Dạ quý khách dùng thức uống gì ạ? Cho anh một chai champagne nè. Dạ còn thức ăn quý khách chọn món khai vị nào ạ? Khai cái gì? Cái gì khai? Dạ. À khai vị hả? Món khai vị không biết cô bạn gái của anh sẽ dùng món nào. Mơ à? Mơ sẽ dùng món nào? Thank you.
sao anh làm gì anh để sát mặt vô em vậy? À, mơ bị làm sao vậy? Người ta nhìn quá. À, không, ủa em mới bị gì hả? À, tự nhiên mơ há hốc miệng ra. À, mà không có gì đâu. À, mong mơ nhìn không có gì. Dạ. À, đây là cái mế nụ. À, mơ kêu món khai vị đi. À, mình coi món ăn trong này hả? Ừ, gọi món khai vị đi. Mơ gọi hả? Con nhỏ này bữa nay đầu óc nó bị gì vậy ta? Trời ơi, mắc quá. À, trâu dĩa mắc. Mắc. À, cái gì mắc dĩa nào? Không có, ý mơ nói là món mắc gì quá mắc? Cái giá hả? Không, mơ kêu đi, mình lo hết rồi, đừng có làm gì. Em ơi. Dạ. Ở đây có cái món nào mà rẻ nhất không? Rẻ nhất ở đây có món đậu phộng rang à chị? Cho chị dĩa đó đi, cho chị dĩa đó nha. Một dĩa. Một dĩa bự chà bá luôn nha. Chà bá luôn. Dạ dạ, vậy còn món tiếp theo chị chọn món gì ạ? Không, dĩa bự ăn no rồi, họ không cần món tiếp đâu nha. À, mơ à. À, cứ gọi món tiếp theo đi. À, gọi món nữa đi. Mắc quá à. Có gì mình lo hết rồi. Vậy thêm món nữa nha. Cứ gọi món đi. Cho chị thêm dĩa đậu hũ chiên giòn với lại mắm tôm. Dạ. Dạ. Hai món đó thôi. Rồi có gì chị gọi nữa. Dạ dạ. Cảm ơn em nhiều. Mơ thấy đây có lãng mạn không? Lãng mạn quá à. Nhiều quá. Đã ghê luôn. Anh đẹp không? Đẹp không? Trời ốc đẹp quá à. Đã quá à. Rồi lâu lắm rồi mới thấy hả biển nhiều sao vậy? Đã quá à. Ê, đẹp không? Nó nghe nè. À, hay là bữa nay mình đông đủ ở đây như vậy, em đố mọi người một câu hỏi, và đặc biệt là hai anh, để coi hai anh có trả lời được hay không. Chơi không? Trời ơi trời, tưởng đâu đố gì trăm câu hỏi trả lời cũng được nữa. Thôi bụng ta bự, ốc ta cũng to à, thông minh à. Rồi đố đi. Khoan, trước khi em đố á thì nếu mà hai anh trả lời đúng á thì phải có phần thưởng, đúng không? Đúng rồi. Chứ mà đâu ai mà trả lời công không đâu. Đúng. Em đã nói là em đố thì chắc chắn là phải có thưởng. Đúng. Đúng không? Nhưng phần thưởng phải thiệt là to, thiệt là bự. Để làm chi? Để khích thích cái sự thông minh của người ta, ý tưởng của người ta trả lời. Ta phọt ra để người ta dứt qua. Thì tất nhiên rồi, nhưng mà phần thưởng là gì thì phải bí mật. Bí mật thì mọi người mới cảm thấy hào hứng, đúng không? Nhưng mà em nói trước nha, mọi người là phải đồng lòng với nhau đó nha. Thôi được rồi, chơi luôn. Bây giờ, chị bắt đầu hỏi nha. À, khi mà yêu thì hai anh sẽ giấu tình cảm của mình ở đâu? Trời trời, tụi nó học lớp 1 mẫu giáo đố câu kỳ trời. Khi yêu thì tụi anh giấu cảm xúc, cái tình cảm ở trong con tim chứ đâu. Sai bét. Gì ở tâm hồn. Xin chúc mừng anh trả lời gần đúng rồi đó. Đúng rồi, thoát nạn rồi. Nên không ai trả lời được nữa hả? Thoát nạn gì? Tôi nói cho biết nè, bây giờ đó, em đó, em phải trả lời cho nó đàng hoàng nghe. Hai đứa anh đây nè, phải hiểu, phải khâm phục, khẩu phục, nói chung là phải phục em. Còn nếu mà em trả lời không đúng, không đàng hoàng, là em bị phạt gấp đôi á. Khi mà yêu ừ, thì mấy anh sẽ giấu tình ở trong mắt. Cái gì tự nhiên yêu giấu tình trong mắt, trong tim mới đúng, trong mắt đi. Sai bét, phải giấu ở trong mắt mới đúng. Tại vì á, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, đúng không? Ủa, hồi nãy anh trả lời là tâm hồn mà. Rồi, thì đúng, anh trả lời tâm hồn là chỉ hơi gần đúng thôi. Tại vì tâm hồn mình nằm ở trong. Nếu mà mình muốn tình cảm đi vô trong tâm hồn thì phải đi qua cái cửa sổ tâm hồn. Và cửa sổ tâm hồn và đôi mắt chứ lại gì nữa. Hay quá. Em nói xong rồi đó. Giờ anh nhìn kỹ mặt em đẹp lắm nha. Giờ cho anh ngắm đôi mắt em chút xíu coi. Nhìn thẳng vào mắt anh nha. À, nhìn đi. Đâu có một cái kiến. Rồi, anh thấy rồi. Trong đôi mắt của em có tình yêu. Vậy làm gì có. Mắc cỡ kìa. Có rồi. Ừ. Lẽ trong mắt mình có tình yêu hả? Ừ. Thấy chưa?
Giờ này sắp đến giờ phát sóng, không biết Thư đang làm gì ngoài Vũng Tàu khi không được lên sóng. Sao mình nhớ cái giọng nói trong trẻo trẻ con ấy quá vậy? Không thể quên được. Không biết bao giờ mình được nghe lại giọng của em. Không có gì đáng sợ bằng sự im lặng của chiếc điện thoại này. Giận gì mà giận dai dữ gì không biết, không chịu trả lời tin nhắn của mình. Thôi được, mình sẽ là một người vô duyên, nhắn tin cho tới khi nào em chịu trả lời thì thôi. Thôi, anh nói vẫn chơi thôi mà. Chứ anh nhìn kỹ vô đôi mắt của em rồi, không có thấy tình yêu ở trong đó trơn á. Thấy hai bên cục ghẹ. Anh chọc em hoài. Thôi mệt cho hai em mấy người quá. Bây giờ tới giờ phạt rồi nè. Sao? Anh chị muốn phạt cái gì? Hey, chưa có tới giờ phạt đâu ha. Mình chỉ là mới mở đầu vô đôi mắt thôi. Bây giờ là phần tiếp theo nè. Còn nữa hả? Ờ. Bây giờ ở đây mình có 6 người ha. Thì em là quản trò rồi, má em sẽ là trọng tài. Hả? Má làm trọng tài nha. Dạ đi con. Đi cô. Cô đồng ý. Bây giờ là còn 4 người. Thì anh Nhân sẽ bắt cặp với là chị Linh. Anh Cường sẽ bắt cặp với chị Nga. Thôi không có được. Sao tôi bắt cặp với ông Cường? Không, nghe em nói nè, cái trò này mình phải bắt cặp với nhau. Tại vì trò chơi về đôi mắt phải bắt cặp, xong rồi phải nhìn nhau, lúc đó mình mới thấy là hả trong mắt có cái gì chứ. Thôi được rồi, để chị chơi á, coi thử em dở cái trò gì. Mà chơi thôi, đâu có gì đâu phải sợ phải không mọi người. Trời, cười gian như vậy. Cái gì mà cười, mong kha đại hãng. Thôi, nghe nè, vụ gì thi về đôi mắt đẹp á hả? Là thiệt á, chỉ có đôi mắt tôi là đẹp nhất trần đời thôi. Mắt lương là đẹp nhất đó hả? Không phải lương. Vì cái mặt mập quá đó, hai mắt hí lệ kéo dài ra, dân gian gọi là mắt lịch. Mắt cá thì có. Mắt cá mập thì có, cắn bây giờ tao đâu, cắn bây giờ tao đâu. Trời ơi, đừng có gây nhau nữa. Nghe bé Thư nó nói tiếp đây nè. Đúng rồi đó, Thư nói đi. Chứ không thôi á, núi lửa nổ tung bây giờ. Thấy không? Rồi, bây giờ em nói nè. Mình sẽ nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhau. Thì lúc đó mình sẽ xem được. Mình sẽ nhìn chằm chằm vào mắt nhau. Lúc đó xem ai chớp mắt trước thì người đó thua gì. Trời ơi Thư ơi, em nghĩ sao Thư? Em nghĩ sao em bắt chị nhìn vô mắt ông Cường hả Thư? Chị nhìn này chị đã mắc ói. Em nghĩ sao nói chị phải nhìn chằm chằm vô hả Thư? Trời ơi, chắc mặt người ta đẹp trai, phong độ dễ thương, nhìn qua háo sắc thì có. Trời ơi, ói quá. Ói đâu mà ói. Nè trời ơi, gây nhau hoài, hai người như con nít vậy đó. Không sợ cô cười hả? Kỳ cục gì đâu còn thua bé Thư nữa kìa. Thôi, cứ để cho mọi người giỡn vui. Thì cô nhìn thấy mọi người vậy á, cô nhớ lúc cô lúc còn nhỏ mà. Đó, chị Linh thấy không? Bây giờ cô muốn được như tụi mình mà cũng không được đó. Cô cứ vui đi cô ha. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, không phân biệt tuổi tác. Anh Bình. À, gì đó mơ. Gấp được hộp đậu phộng rồi. Hay quá, ngoan hơn. Ăn đậu phộng đi. À, anh chưa dùng đâu. Nè, mời mơ. Ha, sao mình lấy muỗng ha. Đây đây, để em. Trước rồi. Nè anh Bình, ăn đi anh Bình. Em vô duyên quá ha. Không có sao. Mơ cứ tự nhiên thoải mái, không có gì hết á. Được nhìn thấy mơ mỉm cười là lúc nào mình cũng vui hết. Thoải mái đi mơ. Vậy hả, để em ăn nha. Ngon quá à. Ăn ít ít coi chừng ho. Mời mơ. Món này là cái gì vậy? Đây là rượu cho bên nè. Rượu hả? Không uống không? Mẹ nuôi nói là con gái của ra rồi đừng uống rượu rồi lạ. Vì cớ làm sao mà mơ không uống? Không có gì hết. Ở đây không có mẹ nuôi gì hết. Mơ cứ việc uống đi chứ để kêu chai rượu màu mình uống kỳ lắm. Nè, uống dễ mà. Kề môi vào đây. Mình uống hết rồi đó. Bây giờ tới mơ đi. Tới mơ hả?
Đúng thiệt hả? Không nghĩ là thế. Cảm giác sao mơ? Đã. Ôi trời. Mơ bắt đầu hạp với loại rượu này đó. Thấy nó bị lạ lạ ha. Nó tê cái lưỡi luôn á. À, đây là ly thứ hai. Mời mơ. Chúc mừng sinh nhật của mơ. Chúc mơ mới sinh nhật lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát. Lúc nào trên mơ cũng mỉm một nụ cười thật tươi. Uống nữa hả? Ừ. Mời mơ. Tê người luôn á anh. Cái nét của mơ lúc mà uống rượu xong nó lạ lắm. Nhìn dạ? Mình thích ghê á. Mình làm một ly nữa chứ hả? Nữa hả? Ừ. Thôi bây giờ khuya rồi, quán trò bài trò cho mọi người chơi đi. Ra đồng ý. Nhưng mà chị Linh, chị Linh qua đây ngồi trước đi. À. Rồi ổn định nha. Bây giờ em đếm đến 3 là bắt đầu. Là từng cặp đôi sẽ nhìn nhau thật là chăm chú. 1 2 3 bắt đầu. Ê, chị em quên, bữa nay là chương trình lên sóng nè. Trời ơi, em làm chị mất hứng quá Thư ơi. Em đâu còn làm nữa mà em lo làm chi vậy? Không phải, nhưng mà em không biết là đã tìm được người thay thế chưa nữa. Đúng rồi, nãy giờ vui quá mà chị quên. Không biết là sếp Minh tìm được người thay thế chưa? Ờ ha, chương trình này khó lắm. Tìm được người thay thế không phải là dễ đâu. Với lại chương trình này mà sụp đổ á, cả phòng mình chết chắc. Chết thì đã chết rồi, bằng chứng là mình đang ở đây nè. À, nếu mà bây giờ sếp Minh thông minh điện thoại mời chị Lệ làm lại thì chắc chắn sẽ không gãy đổ. Đúng rồi, Cường nói đúng. Lúc này chỉ có chị Lệ là ứng cử viên sáng giá thôi. Nhưng mà không ra chị Lệ không có biết tình hình của tụi mình. À, thôi, để chị gọi cho chị Lệ nói chuyện, thử coi sao. Ừ, Linh gọi liền đi, kẻo không kịp đó. Còn anh để liên lạc phòng kỹ thuật coi tình hình ra sao đã. À, bây giờ mấy đứa còn ngồi đây chi nữa. Bây giờ về nhà cô, rửa tay rửa mặt sạch sẽ, rồi ăn cháo mực, rồi cùng nghe đài. Cô chuẩn bị hết rồi. Trời ơi, nói ví dụ mà ăn cháo mực bây giờ, trời ơi, con thương cô quá. Con thấy cái đầu cô nguyên ánh hào quang, giống cô là má của con vậy đó. Trời ơi, thương quá. Trời ơi, sao ông giỏi nịnh dữ vậy Cường. Nhưng mà nịnh đúng lúc. Cô, trời ơi, con nghe cô nói vậy con muốn hung cô quá. Không bên nào, bên trái bên phải vừa tuôn bên để tôi hung cô bên nữa. Ông muốn chết hả Cường? Không dùng bên đó hả? Không bên này. Ê. Em có cần người cùng chờ ngắm mặt trời mọc không? Nếu có thì nhắn tin cho anh. Alo, anh Văn chơi vui hả? Ừ. Mọi người cũng vui. Mọi người thì sướng rồi, còn em đang lo đây. Hỏi sếp Minh từ sáng tới giờ. Bây giờ gần tới giờ phát sóng rồi mà chẳng thấy người đâu hết á. Em phải báo cáo liền để chuẩn bị chương trình khác thay. Ủa, vậy là sếp Minh vẫn chưa tìm được người thay hả? À, hồi nãy á, Linh có gọi điện cho Lệ rồi và cô ấy đã trên đường đến đó. Vậy hả? Có chị Lệ là ok rồi. Thính giả cũng thích chị Lệ lên chương trình này lắm. Em đã chuẩn bị sẵn sàng, chị Lệ tới là chiến đấu. À này, bé Thư sao rồi anh? Ổn chưa? À, nói chung là còn hơn thế nữa. Với lại cô ấy đang bày trò phá tụi anh ở đây nè. Bản tính của Thư là lạc quan mà. Thư có nhiều cái hay, làm cho chương trình sinh động. Tiếc là ông bên ông không thấy. Em buồn ghê, vì từ nay không được cộng tác với Thư nữa. Em yên tâm đi, tụi anh đang cố gắng thuyết phục để Thư quay lại tụi mình nè. Vậy hả? Chúc thành công. Ok, bye em. Chào Trưởng Phòng. Ừ. Em chờ Trưởng Phòng lâu rồi. Người nào sẽ thế cho cô Thư đâu? Đây là cô Ngọc, sẽ thế cho Thư để tiếp tục chương trình. Hai. Sao vậy? Ngủ có chuyện gì hả? Dạ không sao. Không sao thì chơi đi. Dạ. Em ngồi đó ha.